nghề yêu thích trong cuộc sống này. Cuộc sống này có những cái gì mà chúng ta thích nè, có những cái gì chúng ta thích nè chị? Thấy cuộc sống là rồi. Tại sao mà chúng ta thấy là chúng ta không có muốn xa lìa được cuộc sống này? Thì chúng ta thích cái gì? Thích cái gì? Thích cái bản năng của mình. Thích bản thân mình. Thích cái bản năng của mình khi sinh ra là sống cuộc sống như vậy. Thành ra cũng không để ý đến những tại sao mà sanh tử nó kia. Thành ra có đi học được, học Phật thì mới biết được. Dạ, tất nhiên là sống theo bản năng. Rồi. Cái gì nữa? Hàng ngày là khi nhìn vào trong cuộc sống á, chúng ta thấy chúng ta dính mắc cái gì trong cuộc sống này? Chúng ta thấy rồi ha. Dạ. Tài sắc dân danh thực thì, nói về là khá đầy đủ rồi ha. Nói cái gom gọn luôn á. Nhưng mà gom gọn vậy nó cũng là dễ hiểu mà cũng khó hiểu đó. Bây giờ ai cho thêm những cái chi tiết gì đâu. Bây giờ vậy là lúc là tài sắc danh thực thì mà chúng ta tìm hiểu kỹ về tài sắc danh thực thì, đúng không? Tại sao mà chúng ta yêu thích cuộc sống này mà tại sao chúng ta khó bỏ nó, là vì sao? Khi ăn một miếng ngon chúng ta thấy khoái không? Khoái quá. Mà cái gì mà ăn mà ngon mà đúng khẩu người ta làm ngon nữa thì sao? Cảm muốn ăn nữa. Cái cảm giác như thế nào? Cảm giác nó mê đi. Chính vì cái cảm giác mê đi đó mà chúng ta bỏ không được. Ăn hết cái miếng đó rồi, trời ơi làm sao có được đây. Chính vì cái tâm yêu thích, cái tâm tham ái trong cái việc ăn đó mà ra không nổi, ra không nổi. Cho nên là chúng ta cần tìm hiểu kỹ về trong cái vấn đề mà tài sắc danh thực thì này để chúng ta mới thấy được chúng ta có những cái luyến ái, những cái sợi dây ràng buộc như thế nào trong cuộc sống này, và những cái cảm giác mà ngon, mà thích, mà khoái, mà dễ chịu cực kỳ, đó chính là những cái sợi dây ràng buộc của chúng ta đó. Lâu ngày mà chúng ta không gặp lại những cái người mà mình thân thương á, mà khi gặp lại được thì chúng ta sao? Mừng quá. Thành ra chính vì vậy mà khi sanh tử thì xa lìa, chúng ta có chịu lìa không? Không lìa. Chính vì vậy mà vấn đề sanh tử cứ tiếp tục là như vậy. Tại vì trạng thái tâm bị tham ái trói buộc, cho nên khi thân hoại mạng chung á, thì trạng thái tâm nó không được thanh tịnh. Những cái hình ảnh mà mình yêu thích đó, nó chập chờn ám ảnh ở trong đó. Và thành ra thân thì nằm bất động, nhưng mà bên trong thọ tưởng hành thức thì vẫn hoạt động. Vừa tham ái vừa luyến tiếc, bao nhiêu những cảm giác trong người sanh khởi lên, bối rối, lúng túng, bất an, lo sợ, móc lung,
À, nên chính vì cái trạng thái cái tâm nó như vậy làm sao? Rồi lại bị cái nghiệp lực của cái hành vi đã sống đến trước của chúng ta, cái nghiệp lực đó nó đẩy một cái đi đến những cái đời sống mới. Đó là nguyên nhân vì sao sanh tử không chấm dứt được. Như vậy là cuộc sống này là chúng ta thấy được là những cái sự yêu thích, tài sắc, danh lợi thực thì. Hay là chúng ta còn có thể nói đó là cái sự yêu thích, cái sự dính mắc đối với cái gì? Có thể nói thì một cách khác nữa là dính với gì? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, yêu thích sáu trần, dính mắc đối với sáu trần. Khi mà mắt thấy được những cái gì đẹp thì chúng ta làm sao? Hỏi thăm hả? Chị mua này đâu vậy? Chỉ em đi. Thành ra là mắt thấy sắc thì bị cái sắc nó quyến rũ, bị cái sắc nó xâm chiếm cái tâm. Và tâm chỉ có hình ảnh đó, cái sắc pháp đó nó ám ảnh trong nội tâm, tìm cách để đạt được, để có được, chứ chinh phục được. Đó là lý do vì sao mà trong tình yêu mà chúng ta thấy yêu nhau rồi thì nhiều khi có những cái trục trặc cha mẹ cấm cản hay những cái gì đó bất tiện mà bằng mọi cách, đó là mắt thấy sắc đó. Khi tai nghe tiếng thì dính mắt. Thế mà cái tiếng nào mà ngọt ngào dễ thương thì về thích vô cùng. Chẳng những thích cái âm thanh đó mà thích cả cái người nói đó nữa. Mà tự nhiên mình thấy họ đẹp vô cùng, họ dễ thương vô cùng, họ khả ái vô cùng, là chẳng qua bởi vì họ nói cái lời ngọt ngào, cái lời dễ thương, họ khen mình. Thành ra cái thích đó của mình là thể hiện trạng thái tâm mình dính mắc trong cái nghe. Khi mũi mà ngửi cái mùi hương cũng vậy. Hãy gặp mà cái mùi nào mà thích thú quá, mà gặp những người mà thích về nước hoa thì sẽ sao? Chạy đi tìm mua. Nước hoa này anh xài loại gì vậy? Chị xài loại gì vậy? Chạy đi tìm mua, về đi xin. Đó là một cái sự dính mắc căng trầm. Khi mà tiếp xúc với nhau thì sanh ra một cái sự dính mắc. Và sự dính mắc đó chúng ta được nghe với lại cái danh từ gì? Danh từ gì? Sự dính mắc, sự trói buộc đối với lại sáu trần đó gọi là gì? Sự trói buộc nha. Danh từ chúng ta hay nghe là gì? Kiếp sử. Kiếp sử được gọi là trói buộc. Trạng thái tâm bị trói buộc trong khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, đó gọi là kiết sử. Thì chúng ta rõ danh từ này rồi ha. Khi ăn một cái miếng ngon vô, chúng ta cảm thấy ngon, cảm thấy thích, cảm thấy khoái vô cùng. Khi chúng ta dính mắc trong cái cảm giác đó, rồi chúng ta tiếp tục tìm tòi những cái làm cho cảm giác đó nó được duy trì, nó được phát triển, nó được lặp lại nữa. Đó là một sự dính mắc, một kiết sử đó. Vậy chúng ta rõ danh từ kiết sử rồi ha. Như vậy là những cái điều mà yêu thích trong cuộc sống này chính là gì? Chính là gì? Những điều yêu thích trong cuộc sống này chính là gì? Những sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp mà làm cho tâm mình gọi là gì? Dễ chịu, yêu thích, khoan khoái, thích chí. Để chúng ta rõ ha. Tuy chúng ta nói rất là nhiều, đem ra có thể là chúng ta có nhiều cái, nhiều cái cảnh đề mà gom lại chỉ là gì? Những cái điều mà chúng sanh yêu thích chỉ là gì? Những sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp mà làm đẹp lòng mình, khả ái với mình, thích thú với lại cái suy nghĩ riêng tư của mình, cái tập khí của mình là mình thích thôi. Đúng không? Thì đó được gọi là những điều yêu thích trong cuộc sống. Gọi là những cái vị ngọt mà trong cái danh từ mà Đức Phật hay dùng, đó là danh từ vị ngọt của cuộc sống. Vị ngọt của cuộc sống. Chúng ta còn có ý kiến gì nữa không? Như vậy là chúng ta đã xét về cái vấn đề gọi là những cái yêu thích, những cái thích thú, những cái vị ngọt của cuộc sống rồi.
Bây giờ chúng ta nói về những cái vấn đề phiền não trong cuộc sống là gì? Bị bệnh ha. Rồi, được gọi là cầu bắt đắc khổ. Dạ, đúng rồi, tốt quá. Chị này nhớ được nhiều quá. Thì trong cái phần đầu tiên là tôi nói là những cái điều yêu thích trong cuộc sống đó chính là gì? Đó chính là những cái vị ngọt hay là những cái sự dễ chịu mà sanh từ sắc thanh hương vị xuất phát. Thì trong cái phần này về chúng ta thử quán chiếu nhiều hơn nữa thì con nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều hơn trong cái đời sống của chúng ta, những cái vị ngọt, những cái khoan khoái của chúng ta nó đến từ những cái gì, thì chúng ta sẽ biết được là chính từ những cái sự yêu thích đó mà cái tâm của chúng ta hầu như nó rất là khó mà thích cái chuyện là xa lìa về sanh tử đó. Rồi chúng ta xét về những cái phiền não trong cuộc sống là như chị nói là bị bệnh, rồi cầu bắt đắc khổ, quán tánh hồi khổ, ái việt ly khổ, ngũ ấm sinh thành khổ, phải không? Đúng không? Sanh lão bệnh tử. Sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, quán tánh hội, ái biệt ly, ngũ ấm xí thành, đúng chưa? Khi nói như vậy, chúng ta có cảm động được gì trong vấn đề này không? Ai có cảm động được? Giơ tay lên giùm cho con hiểu. Con cảm ơn. Khi đọc những cái khổ này, chúng ta có cảm xúc cảm động được về cái gọi là khổ này không? Có không? Có hả? Nhiều hay ít vậy? Bao nhiêu phần trăm? 90% hàng chị cô xuất gia là đúng. Hello. Rồi, thì như vậy là những việc khác là bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như cô Tịnh đi, thì khi nói về những cái vấn đề khổ như vậy, cô cảm
xúc được bao nhiêu phần trăm về sự khổ của sống? Thì tùy cái trường hợp, nếu mà trường hợp tự tử thì nhiều lắm, mà có khoảng cả 99% trong gia đình là có người mà có để xe thì rất là khổ. Dạ. Tất nhiên là gặp cái trường hợp đó thì mới thấy khổ. Còn bây giờ chúng ta chỉ là học lý thuyết thôi, đúng không? Đó là cái vấn đề mà con muốn chia sẻ đó. Thành ra là khi đọc những cái khổ này, thật ra chúng ta chỉ đọc để mà đọc thôi, hiểu trên chữ nghĩa thôi. Nhưng mà các gọi là thấp thiết về những cái khổ não, những cái phiền não trong những vấn đề này, hầu như là chúng ta gặp rồi thì mới có, đúng hay không? Còn khi mà đọc như vậy thì hầu như là biết như vậy, đồng ý với lại cái logic này thôi. Mà chính vì cái chỗ mà chúng ta đồng ý biết với lại cái logic này thôi á, thành ra là cái tâm đó chưa đủ cái sức mạnh cho chúng ta tinh tấn tu hành. Tại vì chúng ta chỉ mới thấy biết được vấn đề trên chữ nghĩa. Rồi á, khi chúng ta chưa có sự tinh tấn tu hành thì khi chúng ta gặp vào trong những trường hợp này thì chúng ta khổ đau, gọi là chìm ở trong khổ đau. Khi lỡ mà gặp một cái người mà chúng ta không yêu thích mà lại có những cái hành vi mà làm cho chúng ta tức tối nữa thì chúng ta hoàn toàn bị cái vấn đề đó nó chi phối mình. Do sao? Do chúng ta không có cái sự chi nghiệm trước về cái vấn đề đó mà có một cái sự tu tập tâm trước đó. Thành ra cái vấn đề về những cái phiền não trong cuộc sống này chúng ta cần phải có những cái sự tìm hiểu kỹ hơn. Khi chúng ta thấy được kỹ về những phiền não trong cuộc sống thì khi đó bắt đầu chúng ta có cái mầm mống từ từ, có những cái ý muốn từ từ để ra khỏi sinh tử đó. Như vậy trước nhất chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu vào trong cái gọi là cái sanh ra trong một cuộc sống nó có những cái phiền não chính xác, chi tiết cuộc sống nó là những cái phiền não như thế nào. Mình có thể mình bỏ qua hết một số những cái khía cạnh đi. Có thể là những cái cực khổ về trong những cái là mưu tìm sự sống, những cái phải đi làm để lo cho cái ăn uống của mình. Những cái cực khổ đó thì phần đông người ta không thể chấp nhận được. Nhưng mà trong cuộc sống này chúng ta gặp những cái điều mà phải nói là nhiều khi là rất là phiền não và mệt mỏi. Chúng ta hãy thử nhìn trong những cái vấn đề về cái thân của mình. Tất nhiên là trong cái vấn đề về là một cái người nam hay là thân một người nữ, hãy xét thử vào trong cái vấn đề về quan hệ nam nữ, tình yêu, rồi cho đến khi lấy nhau, về sống chung với nhau, rồi cho đến già, cuộc sống nó diễn ra như thế nào. Chúng ta hãy thử tập nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy được những cái phiền não về mặt tinh thần trong cuộc sống là như thế nào. Sinh ra thì lớn lên thì ai cũng phải có những cái người bạn đời để mà lập gia đình rồi chung sống. Khi lấy nhau, khi quen nhau, khi lấy nhau, hầu như là mọi người đều thấy những cái sự hài lòng với nhau, những cái sự yêu thích ở nhau hoặc đồng ý với nhau ở những cái điểm này hoặc là những điểm khác, đúng không? Nhưng mà sau một thời gian lấy nhau rồi về thì nó khác. Bắt đầu cuộc sống nó thay đổi từ từ. Có những vị ở được với nhau cho đến già và cũng có những vị nửa chừng gãy vỡ và cũng có những cái cuộc sống như là cái địa ngục. Nhìn lại ngồi đây thì mỗi người có một cái cuộc sống khác nhau. Nhưng mà con nghĩ là thật sự khi hỏi về cuộc sống của mỗi người, khi nhìn lại cuộc sống của mỗi người, chúng ta sẽ thấy được gọi là cái
cái chân tướng cuộc sống của mình. Cho đến ngày nay thì con là một cái người 40 mấy tuổi, nhưng mà khi mà con tiếp xúc với lại những cái người quen biết và có những vị 60-70 tuổi hoặc là 70-80 tuổi, sau một cái quá trình sống với nhau thì những cái cảm giác còn lại là những cái sự chịu đựng, những cái sự chịu đựng lẫn nhau. Mà phải nói là nhiều khi cái cuộc sống của một số vị nó như là một cái địa ngục trần gian vậy. Mà gặp nhau thì nói chuyện với nhau thì hầu như là nó không hợp. Đi ra ngoài đường nói chuyện với người ngoài thì được, mà về nhà thì vợ chồng nói chuyện với nhau không được. Đó được gọi là những cái phiền não đó, những cái phiền não. Và cái gọi là cái khổ trong cái đời sống chung của một gia đình, của vợ chồng nam nữ đó, nó đến mà nó gieo cho mình những cái gọi là không hài lòng, không hạnh phúc, là vì cái cuộc sống này nó diễn ra từ hai con người với lại hai cái dòng tộc khí khác nhau. Mỗi một người đến với nhau, sống với nhau mang theo những cái tham sân si riêng biệt cá nhân của mình. Rồi hai cái tham sân si đó kết hợp lại với nhau để hòa thành một cái cuộc sống. Rồi thành ra thời gian đầu thì sống với nhau thì xuất phát từ những cái cảm giác yêu thích nhau. Nhưng mà một thời gian sau thì những cái cảm giác đó nó mài mòn, nó lắng dần. Và cuối cùng thì là cái sự bộc lộ trước nhau là những cái tập khí. Và đôi khi có những người họ chấp nhận được những cái tập khí của nhau, chấp nhận được những cái tốt, những cái xấu của nhau thì họ có hạnh phúc. Và đôi khi có những vị có những tập khí thật là khó chấp nhận, thành ra làm cho cái người bạn đời của mình phải nói là thiệt là khổ đau. Thành ra có những cái cuộc sống gia đình mà mấy chục năm sống với nhau mà hầu như là phải chịu đựng một cuộc đời vậy. Thành ra trong cái sự mà sống này, khi nhìn lại chúng ta sẽ nhìn thấy được nó có rất là nhiều phiền não. Để con cái cũng như vậy, hễ mà gặp con ngoan con tốt thì lòng cha mẹ còn được ấm áp hạnh phúc. Mà gặp con nó không ngoan không tốt, hoặc là con nó không nghĩ đến mình, thì lòng cha mẹ cũng thật là đau buồn. Mà nếu mà là gặp con hư nữa thì sống cũng giống như là ở trong một cái sự bất an vô cùng. Thành ra chúng ta hãy thử nhìn lại cuộc sống thật là kỹ để chúng ta nhìn được thấy những cái sắc màu của cuộc sống. Thì có lẽ là cháu không có chia sẻ nhiều về vấn đề này, nhưng mà cháu sẽ có một chút xíu sự chia sẻ qua một cái bài gọi là Quán Vô Thường, để chúng ta thử cùng nhau nghe và cùng nhau nhìn nhận lại xem coi những cái phiền não trong cuộc sống này như thế nào ha. Con mời chúng ta cùng lắng lòng lại nghe về một cái bài Quán Vô Thường, để chúng ta xem thử có một cái nhìn thử vào trong cuộc sống. Khi chúng ta nhìn vào trong cuộc sống một cách chân chánh thì cái sự tinh tấn tu tập của chúng ta nó mới phát triển được. Khi chúng ta không có cái nhìn chân chánh vào trong cuộc sống, sự tu tập của chúng ta khó phát triển, tại vì chúng ta không có một cái động lực để tu hành. Thành ra để có thể tu tập được thì cần phải có một cái động lực. Đây là một cái bài quán mà thông qua cái bài quán này, chúng ta cái tâm của chúng ta nó thấm về cái tinh thần vô thường mà Đức Phật đã giảng dạy.
Nhờ cái sự thấm nhận tinh thần vô thường này mà chúng ta sanh khởi được những cái nghị lực, những cái ý chí, những cái sự tinh tấn để vượt thoát sinh tử. Nếu mà chúng ta không có nghị lực ý chí mạnh thì chúng ta rất là khó thoát sinh tử. Thì con mời chúng ta cùng nghe, cùng chiêm nghiệm trong từng lời. Có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm. Ngoài kia cuộc sống thăng trầm, trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi. Cuộc đời thật khéo vẽ vời, vẽ trong dưới nước để lừa nhau chơi. Cuộc đời thật khéo đổi trao, trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau. Cuộc đời thật khéo rộn ràng, để người quên cảnh vô thường nhân gian. Cuộc đời thật khéo điểm trang, để che đậy cái khổ đang ràng ràng. Miên man trong cảnh luân hồi, lang thang chìm nổi, biết rồi về đâu. Về đâu mà nói mà cười, về đâu mà đấu với người hơn thua. Mùa thu lá rụng khỏi cành, kẻ thành ngạ quỷ, kẻ thành xuất sanh. Kẻ làm người bạc phước phần, kẻ thì kinh hiển bội phần hơn ai. Kẻ sanh thiên giới tốt thai, người thì địa ngục đắng cay trả đền. Lên đơn giữa biển luân hồi, người đời chìm nổi, dạt vào, trôi ra. Lây hoay trong cõi người ta, lúc thì tay trắng, lúc thì nhà cao. Cuộc đời sao khéo bày trò, người đời ở đó lò dò lây hoay. Cuộc đời trong nắng ngàn cây, người đời mê mãi trả vay nợ đời. Rối bời trả trả vay vay, mãi mê vay trả, đắng cay chất chồng. Sống như kẻ bị nợ đòi, gạo tiền ân quán kéo lôi hàng ngày. Tâm thì đầy nỗi bất an, thân thì già bệnh chết đang chập rình. Chết như kẻ chẳng thân tình, một mình một bóng lộ trình mong lung. Chết như kẻ bị mồ côi, ra đi trơ trọi đơn côi một mình. Nghiệp đeo như bóng với hình, chờ duyên hội đủ để hành tội nhau. Nay thương mai ghét đổi mau, ghét thương thương ghét khổ nhau cả đời. Trầm luân cũng bởi ghét thương, ghét thì ác nghiệp, thương thì đạo điên. Lòng người dao động triền miên, suốt ngày thương ghét làm phiền lẫn nhau. Lao đao trong chỗ ghét thương, thêm phần lo sợ vô thường nắng mưa. Cảnh đời sáng nắng chiều mưa, người đời sáng đó chiều đưa ra mồ. Thói đời sáng khóc chiều cười, tối nằm thoi thóp kiếp người tàn phai. Chuyện đời như kẻ nói dai, dòng đời cứ vậy mà sao chết hoài. Trò đời cứ vậy trình bày, có dài dòng mấy cũng là vậy thôi. Sanh ra đã khổ lắm rồi, lại còn bao nỗi trần trồi hơn thua. Giàu nghèo được mất chen đua, thua người chẳng chịu, người thua mới vừa. Say sưa giữa cảnh vô thường, lãng quên sanh tử, vẫn thường một bên. Nghèo thì có khổ của nghèo, giàu thì có khổ của người giàu sang. Nghèo muốn có, giàu muốn thêm, giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng. Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền, giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên. Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo, giàu cười, nghèo khóc, khóc cười đều mê. Nghèo thèn muốn, giàu hả hê, giàu nghèo gì cũng ê chề tham sân. Mãi mê theo đuổi sáo trần, vui trong tham ái, chạy theo luật trần.